Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì thật là tuyệt vời để chúng con được Chúa nghiên cứu. Chẳng những như vậy, nghe cho chúng con có một chỗ ở trong chương trình vĩ đại của Chúa để cứu cả nhân loại trở lại với chính Ngài. Chúa cho chúng con có mỗi người một công việc để chúng con có thể giữ phần vào. Chúng con biết ơn Chúa, thật là tuyệt vời để chúng con nhìn thấy những con người đau khổ, khó khăn, đổ vỡ cũng có thể được phục hồi như chúng con. Xin ban ơn để chúng con nắm bắt khải tượng, chúng con có thể theo đuổi cho đến chừng chúng con thấy khải tượng này được thành, chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con dâng sự còn lại trong ơn của Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, hãy khen Chúa chúng ta. Hallelujah. Esai 35, chúng ta trở lại với phần kinh thánh này. Như trong tài liệu chúng tôi gửi ra cho anh chị em, thì buổi tối hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cái kế hoạch mà tôi tin rằng Chúa ngài ban cho để chúng ta sẽ thấy Việt Nam được cứu. Người Việt Nam sẽ được cứu trong những ngày sắp đến. Chúng ta bắt đầu từ khải tượng mà Chúa ngài giúp để mỗi một chúng ta có thể nắm được. Khải tượng của hoàn cảnh đen tối, thiếu hụt, gãy đổ. Và chúng ta tin rằng bởi quyền năng của Chúa, sự hiện diện của ngài khi chạm đến, ngài tuôn đổ ra, thì chúng ta sẽ thấy rằng sẽ có một sự thay đổi lớn. Và bức ảnh của Esai 35 này sẽ giúp cho chúng ta thấy được điều đó. Khải tượng mà chúng ta cũng có thể thấy được câu chuyện của một đất nước lân bang với nước Việt Nam của chúng ta là nước Indonesia. Thì chúng ta biết rằng họ ở trong những ngày rất là khó khăn trước khi Chúa ngài thăm viếng và ban phước trên họ. Thì một trong những cái sự phục hồi lớn lao của Chúa có một cái câu chuyện mà chúng ta cũng có thể thấy cảm thông được, như Chủ nhật chúng ta đã học về cuộc đời của tiên tri Elise. Đó là quần đảo Batam, là quần đảo mà có một cái gì đặc biệt mà Chúa ngài ban cho họ. Cái quần đảo này, nếu mà chúng ta coi cái bản đồ thì nó giống như một cái chìa khóa. Và cảm ơn Chúa là khi chúng tôi trong chuyến vừa rồi về Việt Nam để tham dự chương trình cầu nguyện, thì đại diện của 11 quốc gia Đông Nam Á, mạng lưới cầu nguyện, cũng như một vị mục sư làm việc ở tại quần đảo Batam, họ đã tặng cho tôi một cái chìa khóa. Và nói rằng đây, tôi tin rằng chìa khóa để mở phước hạnh của Chúa cho Đông Nam Á, ở trong đó có Việt Nam của chúng ta. Vì cảm ơn Chúa vì điều đó, vì câu chuyện của Batam nó giống như những câu kinh thánh mà chúng ta sắp sửa suy nghĩ tới đây. Trước đây, nó là cái đống rác của Tân Java của Singapore. Đồ phế liệu rác rến gì đó mà Tân Java muốn thải bỏ đó, họ cho lên xà lan và họ đẩy qua bên phía bên kia của biển. Và nhìn từ ở bên Batam nhìn qua Singapore, chúng ta thấy cái rất là rõ ràng các tòa nhà vân vân, nhưng nó rất là gần. Thì cảm ơn Chúa là ngày hôm nay thì Batam trở nên một trong những quần đảo giàu có nhất. Vì khi Chúa ngài can thiệp, vì khi sự biến đổi cộng đồng xảy ra, thì Chúa ngài ban phước. Cái vị mục sư mà chia sẻ ở trong kỳ đại hội đồng cầu nguyện ở tại Hà Nội vừa rồi, và cũng là người tặng cho chúng tôi cái chìa khóa của quần đảo Batam. Khi mà ông lên tiếng, ông nói rằng tôi nghe nói rằng ông ở trại tị nạn Pulau Kalang. Ông có biết là nó ở thuộc về trong quần đảo của nơi tôi học về Chúa không? Cho nên tôi ngỏ lời mời, có cơ hội xin ông sớm đến. Tôi sẽ đưa ông vào trại Kalang. Tại đó để ông có thể nhớ lại những gì mà Đức Chúa Trời ngài đã làm, sự kêu gọi của ngài cho đời sống chức vụ của ông bắt đầu tại đó. Thì tôi cảm ơn Chúa là Chúa ngài mở những cánh cửa mà chúng ta không bao giờ ngờ. Và cảm ơn Chúa hội thánh của ông năm 2005 thì ông được ông mục sư trưởng của mình sai đến quần đảo Batam. Thì ông trách ông mục sư là ông đài tôi đến cái chỗ mà nó là cái đống rác. Thì rất là khó khăn cho chức vụ của ông. Lúc bây giờ ông còn rất là trẻ.
Ngôi tạng Chúa ngày hôm nay, hội thánh đó từ phía chỗ có vài chục người, bây giờ họ đã có hơn 30.000 tín đồ. Họ xây cất một cái cơ sở rất lớn và mới nhóm ngày đầu tiên hôm phục sinh vừa qua. Và Chúa ngày ban phước để trong cái sự kết nối và những cái điều mà Chúa ngày đã hướng dẫn cho họ, nhất là bởi sự cầu nguyện, thì cả cái quần đảo Ba Tâm được Chúa ngày biến đổi. Từ kinh tế cho đến mọi thứ đều có một cái sự thay đổi. Thì tôi cảm ơn Chúa vì ông chia sẻ những cái chìa khóa khi ông đặt cái câu hỏi đó là Việt Nam sẽ được phước và làm nguồn phước. Ông đặt câu hỏi là làm thế nào. Thì cái điều đầu tiên ông chia sẻ, cái điểm đầu tiên đó là phải có khải tượng. Khải tượng của một cái gì đó nghèo đói, thiếu thốn, gãy đổ, mà Chúa ngày cho chúng ta dám tin, dám thấy là nó sẽ có sự thay đổi. Còn nếu chúng ta không thấy thì chúng ta sẽ là những người cầu nguyện không có khải tượng đó, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu chúng ta không sống mà cũng không giảng với khải tượng thì chúng ta cũng thấy rằng những bài giảng của chúng ta là giảng cho con cái của Chúa giống như là nuôi những bữa ăn qua ngày thôi, chứ còn không có tiến bộ được. Bởi vì khải tượng là tiếng nói của Đức Thánh Linh. Bây giờ chúng ta ở trong cái khung cảnh đó, tôi xin giới thiệu và trong những tuần sắp đến chúng ta sẽ tấn tới gần hơn ở trong công việc chúng ta nhận khải tượng. Cái điều thứ hai là xin Chúa cho chúng ta nhận biết cái thời kỳ mà chúng ta đang sống và những gì Chúa ngài đang làm cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và thứ ba, chúng ta sẽ đi đến một cái quyết định rõ ràng, đó là chúng ta sẽ được thuyết phục bởi những điều mà tôi sẽ hướng dẫn mình cho em trong những ngày sắp đến, là chỉ có sự cầu nguyện mới thay đổi được thôi. Như Indonesia, họ đi đến một cái chỗ mà hơn 1.200 nhà thờ bị đốt, có những mục sư bị giết trước mặt tín đồ, có những người mục sư bị những người Hồi giáo quá khích chặt đầu rồi lăn cái đầu của mục sư vô trong phòng thờ phượng trong lúc hội thánh đang nhóm lại. Có những hội thánh mà sáng Chủ nhật khi họ tới nhà thờ thì thấy ông mục sư, bà mục sư và các con bị nó giết, nó treo thi thể ở trên trước cửa nhà thờ. Trong một hoàn cảnh hết sức là khó khăn như vậy, rồi đất nước của họ thì là thiên tai, rồi là chiến tranh và đủ mọi thứ hết. Thì Chúa ngài đẩy hội thánh của Chúa tại Indonesia đến một cái chỗ là họ nói rằng chỉ có Chúa cứu thôi. Không cách nào họ có thể thoát ra khỏi cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng tất cả mọi người đều đổi hết tất cả những cái nhìn của mình và niềm hy vọng của mình cho tất cả những thứ khác vào tập trung vào Đức Chúa Trời mà thôi. Và sự cầu nguyện là câu trả lời. Cho nên họ bắt đầu cầu nguyện và sự cầu nguyện trở nên ưu tiên, chứ không phải là chuyện mà là làm khi có giờ rảnh. Cầu nguyện không còn là chuyện mà lâu lâu mình cầu nguyện một lần, nhưng mà nó là hơi thở của họ, sống chết là Đức Chúa Trời ngài đã can thiệp vào. Chúng ta sẽ suy nghĩ những điều đó và những cái chìa khóa khác để giúp cho chúng ta có thể có được sự hiệp một trong ơn của Chúa. Trở lại với Ê-sai 35, xin Chúa cho chúng ta nắm bắt khải tượng này, đó là đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có qua đất thánh thì anh chị em sẽ thấy đây là một cái điều rất là lạ. Ở giữa cái nơi sa mạc, bởi vì chúng ta biết rằng Jerusalem thì nó là ở trên một cái đồi rất là cao, cho nên chúng ta thường nghe cái danh từ đó là người ta đi lên Jerusalem là như vậy, bởi vì nó là một cái thành được đất ở trên đồi cao, không gì có thể che khuất được. Nhưng mà xuống dốc rồi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng chung quanh là sa mạc đất cát mà nó rất là khô. Giờ mà giữa những chỗ như vậy, chúng ta thấy có những cái vùng rẫy mà người ta trồng hoa hồng đó, thì chúng ta ngạc nhiên là làm sao ở giữa cái chỗ không có nước hay là cái lượng mưa rất ít mà họ có thể trồng như vậy. Bởi Đức Chúa Trời ngài ban phước. Như lời này đã công bố ra thì người Do Thái họ đeo đuổi, và Đức Chúa Trời ngài đã ban phước cho họ để họ khám phá ra một cái cách để họ có thể trồng được hoa hồng ở giữa sa mạc. Và cái hoa của họ cung cấp cho cả Âu Châu. Tưởng nước nhỏ xíu à, mà Đức Chúa Trời ngài ban phước. Rồi rau quả của họ trồng cũng này, nó cung cấp cho cả Âu Châu. Rất là đặc biệt. Đây là hình ảnh của sa mạc sau cơn mưa. Và chúng ta thấy tại đây qua đêm thì sa mạc trở nên đầy cái sự sống, những sự đẹp đẽ nở ra từ giữa những bụi gai. Đây là hình ảnh của sự phục hưng anh chị. Như chúng ta thấy trong sa mạc thì trải qua nhiều tháng vì thiếu mưa, sương,
Cho nên tất cả đều chúng ta thấy như là nó cháy hết rồi. Nhưng mà thình lình có một cơn mưa đến, thì nước bắt đầu chảy và tràn ra, đi xuống những cái nơi xuống thấp. Để cuối cùng là chúng ta thấy nó trở nên những dòng sông. Thì khi cái trận mưa đó nó đến, thì chúng ta thấy rằng những cái hạt mà dường như nó chết khô rồi đó, bắt đầu nó nảy mầm. Và chúng ta thấy chỉ 2 tuần lễ sau thì cỏ bắt đầu mọc xanh hết và hoa bắt đầu nở. Nên cái hình ảnh tuyệt vời mà Chúa ngài có thể làm. Cho nên không phải chỉ là một cái ý niệm, nhưng mà là đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ. Cảm ơn Chúa. Nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Chúng ta áp dụng điều này cho đời sống cá nhân của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho hôn nhân của chúng ta, cho cơ sở làm ăn của chúng ta. Cho dù nó có khô hạn như là sa mạc đi nữa đó, có sự can thiệp của Đức Chúa Trời ngày đổ một trận mưa xuống thì nó sẽ thay đổi. Anh em chị em, quê hương đất nước xứ sở của chúng ta cũng vậy. Hiện tại chúng ta biết rằng cái thời điểm này Đức Chúa Trời ngày làm một số những công việc rất đặc biệt. Chúa dùng một lãnh tụ đang làm cái công việc mà người ta thường nói rằng cái việc tham nhũng tại Việt Nam là không cách nào có thể giải quyết được hết đó. Đức Chúa Trời sẵn sàng và sử dụng một con người. Ông đem lò lửa đi đến khắp nơi, cứ lụm củi bỏ vô đó cho nó cháy. Như tôi chia sẻ tháng 6 năm rồi, chúng ta thấy một dấu hiệu của phước hạnh của Chúa xảy ra khi tối cao pháp viện của Hoa Kỳ thay mặt cho hội thánh ở tại Hoa Kỳ này và dân Hoa Kỳ để xin lỗi Đức Chúa Trời về cái tội mà mình đã đưa ra một cái điều luật là cho phép phá thai. Mà chẳng những cho phép mà là đến cái giai đoạn cuối, 9 tháng 10 ngày rồi đó, bé sắp sửa lọt lòng mẹ, họ có thể đưa kéo, đưa máy hút vào để giết đứa nhỏ. Chỉ còn vài cm nữa là nó có thể cất tiếng khóc chào đời. Một cái sự gian ác mà chúng ta thấy rằng không thể nào có thể hình dung nổi. Và chúng ta cũng nghe những cái tin rò rỉ đem ra từ cái tổ chức Planned Parenthood ấy. Đó là họ khuyến khích những người mẹ phá thai, rồi xong rồi họ làm như thế nào để đem cái thi thể của thai nhi đó ra mà không có bị hư nhiều, để họ có thể bán những cái bộ phận ở trong thân thể của cái thai nhi đó, để họ mua xe sport rồi chạy. Chúng ta nghe chúng ta thấy kinh hoàng phải không? Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi có phát hiện khi đưa ra điều đó, dĩ nhiên là thế giới tối tăm và những kẻ thuộc về ma quỷ nó không vui vào chuyện đó bao giờ. Nhưng mà ít nhất là cái tiếng nói của thẩm quyền, của các chánh án đã lên tiếng, của tòa án cao nhất của đất nước này đã lên tiếng, nhìn nhận đó là sự sai lầm. Thì chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời ngài sẽ ban phước. Vì một trong những cái tội làm cho đất bị ô uế đó là đổ máu vô tội, thì không có cái máu nào vô tội cho bằng của các thai nhi. Cho nên đất sẽ được rửa sạch. Và Đức Chúa Trời ngài đáp lời cầu nguyện của hội thánh của Chúa để ngài chữa lành đất nước xứ sở này đó. Và một trong những cái sự đáp lời của Chúa là cái phán quyết của tối cao pháp viện hôm tháng 6 năm rồi. Khi chúng ta nhìn ở khắp nơi trên thế giới và trong lịch sử, việc thiên nhiên trước, tự nhiên trước, rồi việc siêu nhiên xảy ra. First in the natural and then the supernatural, như Chúa Nhật chúng ta đã học. Và tôi tin rằng Chúa ngài chắc chắn ngài sẽ làm những việc lớn ở trong những ngày sắp đến. Thứ hai, nó trổ qua nhiều và vui mừng. Các tiếng hát hớn hở, sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Carmen và Sharon sẽ được ban cho nó. Cảm ơn Chúa. Khi mà Đức Chúa Trời ngài đã ban phước rồi đó, thì chúng ta thấy rằng những cái tài nguyên, những cái gì đó đẹp đẽ phước hạnh chung quanh đó, Chúa ngài ban cho luôn. Hình ảnh của sự trù phú, của sự ban phước của Đức Chúa Trời. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng ta nắm bắt được hình ảnh này. Đây là hình ảnh của sự sống phong phú mà chúng ta có ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và sự sống phong phú dư dật đến độ Chúa được sự ngợi khen. Người ta nhìn và người ta nói rằng Đức Chúa Trời của những con người này là đấng tốt lành. Để tôi chia sẻ với anh chị em, 2005 tôi đến Indonesia. Thấy những công việc Chúa làm ở tại đó. Tôi về đây kể với các mục sư trong tổ chức của Somebody Care Houston. Tôi rằng nếu tôi không có vợ, không có con, chắc tôi ở bên đó luôn. Bởi vì cái khung cảnh tuyệt vời khi hội thánh của Chúa hiệp một
sinh hoạt với nhau một cách rất là tuyệt vời. Và cảm ơn Chúa là Chúa ngài cho chúng tôi đến chỉ có 2 năm. Khi họ bắt đầu hạ mình xuống cầu nguyện thì Đức Chúa Trời ngài đã can thiệp đến như vậy. 2009 tôi trở lại một lần nữa, tôi thấy những việc Đức Chúa Trời ngài làm. Từ Jakarta, anh em đưa tôi đi một vài nơi gần đến phi trường. Thì tôi với ông sư Tom Victor ngồi hai cái ghế phía trước của chuyến xe bus của họ. Và chúng tôi nói với nhau, ráng tìm một chiếc xe hơi cũ. Không tìm được. Đức Chúa Trời ban phước cho họ và phong phú đến cái độ là xe của họ là mới toanh luôn. Không còn một chiếc xe cũ nào chạy ở trên đất nước của họ nữa. Rồi họ khích lệ chúng tôi, nói rằng anh em muốn chung vui với chúng tôi đó. Thì khi về Hoa Kỳ, anh chị em đi vào trong những khu mua sắm, lật những cái cổ áo lên để xem sản phẩm này được làm ở đâu. Anh chị em thấy rất nhiều là nó sản xuất từ Indonesia. Cảm ơn Chúa. Và tôi nhận cái lời thách thức đó khi trở về Mỹ, thì chúng tôi thiệt, anh chị em đi vô trong khu mua sắm áo sơ mi mà đẹp hàng hiệu đó, chúng ta lật cổ lên thì chúng ta sẽ thấy rằng made in Indonesia. Thì tôi phân bua với Chúa, tôi nói rằng là Chúa xin Chúa ngài ban phước để Việt Nam như Chúa ngài cho con khải tượng cũng sẽ có cái ngày đó chứ. Mà cảm ơn Chúa, anh chị em, chúng ta đang ở trong cái thời điểm mà bây giờ đồ made in Việt Nam rất là nhiều, phải không? Cảm ơn Chúa. Hầu như tất cả những bộ đồ veston mà Chúa cho tôi có trong những ngày qua, các con mỗi đứa tặng cho ba một bộ, lật cổ áo lên đều thấy mấy cái Việt Nam hết. Mà nó làm cho cái cửa tiệm Express đó, anh chị em. Rồi bao nhiêu món hàng khác, áo sơ mi tiệm mình cũng thấy như vậy. Và rất là nhiều rồi. Để chúng ta thấy rằng cái thời điểm chúng ta đang ở đó, như Đức Chúa Trời ngài đang gia tăng tốc độ. Và sự thịnh vượng đó sẽ làm nên một sự khác biệt rất là lớn. Đến 2012, khi chúng tôi trở lại cùng với thế giới hơn 95 quốc gia trở lại nước Indonesia để chúng tôi dự vào trong một cái chương trình cầu nguyện. Hội đồng của họ gọi là A New Wave, một cái làn sóng mới. Thì không phải là phái đoàn đại biểu từ Bắc Mỹ, nhưng mà tất cả các nước trên thế giới họ đều kinh ngạc về sự ban phước của Đức Chúa Trời trên nước Indonesia. Bây giờ thì nhà thờ mọc lên như nấm. Hội thánh của Chúa nâng cấp lên. Tuyệt vời lắm anh chị em. Chúng tôi được đưa đi đến và gặp gỡ nhiều hội thánh ở các điểm khác nhau. Thì chúng tôi ban phước và họ có tấm lòng hiệp một và khiêm nhường đủ để nhận sự giúp đỡ của những hội thánh khác. Đi đâu cũng thấy ban nhạc dàn trống họ thiết kế và họ mua cùng một loại hết. Và huấn luyện cho nhau đến mức độ là cái tay trống của hội thánh bên kia đó đi qua bên này là có thể bước từ cái chỗ mà hội thánh của mình bây giờ đi qua hội thánh của anh em của mình đó ngồi đánh, thì cái dàn trống tất cả những sự sắp đặt của họ hầu như là đến 90% là giống nhau. Khi họ hát thì các bài hát đều là một bản dịch. Hèn Chúa, Việt Nam của chúng ta thì hội thánh nào cũng có một bản dịch mới hết. Và khi nhìn vào trong hội thánh của Chúa lúc bây giờ chúng tôi ngạc nhiên. 2012 khi đến nơi thì hội thánh chỗ của một sinh Nico, ông là một sư quản nhiệm đó, đi từ chỗ có mấy trăm người, bây giờ hội thánh của Chúa lên đến 450.000 người. Một hệ thống của các hội thánh chi nhánh, là hội thánh của ông lãnh đạo thôi nhanh cho em, và mỗi tháng họ cầu nguyện chung với nhau một lần đó, chỉ là những lãnh đạo thôi, 15.000 người đi nhóm trong buổi cầu nguyện. Ngay bên cạnh một cái convention center để hội thánh của Chúa mỗi tháng một lần họp lại với nhau đó, nó tối tân đến cái độ là chính phủ của Indonesia khi mà họ tổ chức những cái sự kiện lớn, họ đến họ mướn của hội thánh của người tin lành của mình. Họ được xây cất ở trong một cái thành phố gọi là Sentu. Bên cạnh đó thì một cái tòa nhà cao ốc được là tháp cầu nguyện để anh em cầu nguyện 24 tiếng đồng hồ trong ngày, 7 ngày trong tuần. Nếu chúng ta có cơ hội bước vào trong những khi tháp cầu nguyện đó, chúng ta sẽ thấy sự hiện diện của Chúa mạnh mẽ đến độ. Khi chúng tôi được anh em dắt đi, bởi vì là phái đoàn từ Bắc Mỹ mà, bước vào, họ mở cửa ra một cái sự hiện diện của Chúa tạt vào mặt của mình đến cái độ là mình đứng không được.
Chúng tôi tất cả đều gọi là tuột ra khỏi dài của mình rồi, là bò dưới đất thôi. Vì ở trong cái sự hiện diện của Chúa, cái bầu không khí nó rất là đặc biệt. Mà mỗi buổi sáng khi chúng tôi có cơ hội ngồi để mà ăn sáng, nói chuyện với nhau, thì những ý tưởng, những cái khái tượng nó đến với mình giống như là mình có đường dây nóng với thiên đàng vậy đó. Đó là bức ảnh tuyệt vời mà tôi muốn chia sẻ để anh chị em được khích lệ. Ở tại Nam Hàn, trong cuộc phục hưng của họ, cũng có thành phố thánh. Ở tại Mỹ, tại đây, trong thời của thức tỉnh tâm linh, thì cả nước Mỹ trong lúc bây giờ là như vậy. Quyền năng và sự hiện diện của Chúa mạnh đến độ là người ta nói rằng những thủy thủ từ Âu Châu đi qua đó, người Mỹ có một cái cách nói của họ là chữ thề như thủy thủ, curse like a sailor. Mà khi trước khi họ cập bến nước Mỹ trong lúc bây giờ là khóc la, ai có thể cứu tôi ra khỏi cái miệng dơ bẩn này và tội lỗi này. Whisky họ đập bỏ hết, họ ăn năn và kêu lên ai giúp đỡ cho tôi để ăn năn tội và nhận sự tha thứ của Chúa. Ở trong cơn đại phân hưng, anh chị em về nghiên cứu về lịch sử của The Great Spiritual Awakening của Mỹ đó, chúng ta sẽ thấy người ta nói rằng từ bờ biển của Bâm cho đến bờ biển bên Tây, Đức Chúa Trời làm việc đều hết như vậy. Tôi nghiên cứu về những tài liệu đó thì tôi nói rằng Lạy Chúa, xin làm lại những điều Ngài đã làm cho đất nước Mỹ này. Và xin cũng đừng quên đất nước Việt Nam. Đây là chỗ mà con đang ở, mà Việt Nam là quê của con. Cho nên chúng tôi đeo đuổi ở trong ơn của Chúa. Anh chị em hãy hình dung và nắm bắt cái khải tượng này. Nó nở hoa nhiều và vui mừng. Cất tiếng hát hớn hở. Không có chị hát thường mà hát hớn hở. Sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Carmen và Sharon sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Thứ ba, hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những gối rung em. Mặc dù đây là lời cầu nguyện, nhưng là lời cầu nguyện với lòng mong đợi, với khải tượng. Để nó sẽ tiêu diệt một cái con vi khuẩn mà người Việt Nam chúng ta thích lắm. Con vi khuẩn của yếu đuối người lầm. Rồi sao lúc này làm sao? Yêu quá một người. Tại sao? Mình không làm cho tại yếu đuối của mình được mạnh mẽ, cái gối rung men của mình. Chúng ta hình dung đây là hình ảnh của một cái người mà mất sức khỏe lắm rồi. Tay thì rờ, chưa tới thì nó đã, nước nó đã đổ, chén nó đã bị rớt xuống khỏi bàn rồi. Bởi vì nó rung. Còn đi thì đầu gối nó cứ đánh lực cục với nhau. Chúa bảo hãy làm cho mạnh tất cả điều đó. Khi sự phục hưng đến thì chúng ta sẽ thấy được Chúa Ngài làm cho những người yếu đuối được bừng lên trong sự mạnh mẽ trong Chúa. Thứ tư, hãy bảo cho những kẻ có lòng sợ hãi rằng khá vững lòng, đừng sợ nữa. Có nghĩa là đang sợ, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo thù, báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Ở đây cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng không phải là Đức Chúa Trời nhẹ nhàng, dễ thương như nhiều người mô tả. Có cái Ngài gọi là Ngài báo thù của Đức Chúa Trời. Thì tất cả những kẻ phỉ nhổ Đức Chúa Trời hiện tại, tất cả những kẻ chống lại Đức Chúa Trời đó, Ngài đang cho có cơ hội để ăn năn. Như một ngày gọi là những ngày sự báo thù của Đức Chúa Trời đó, thì tất cả đều sẽ được giải quyết hết. Vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Ai gieo giống chi sẽ gặt lấy giống đấy. Nhưng mà bởi vì không có gặt liền cho nên có nhiều người không biết sợ. Nhưng mà chúng ta thấy được cái khải tượng đó và chúng ta cảm ơn Chúa. Khi sự phục đến thì sự dạng dĩ thay thế cho sự sợ hãi. Một sự tin chắc Chúa sẽ cứu giúp. Mọi người khen Chúa. Như tôi đã kể cho anh chị em những câu chuyện mà tôi nghe tuyệt vời. Hội thánh của Chúa ở tại Indonesia, sau một lúc thì anh em được Chúa Ngài soi sáng là phải có người bảo vệ. Thì em sắp đặt một cái mạng lưới cầu nguyện, cái cao điểm của nó là lên đến 3 triệu người sẵn sàng bất cứ giây phút nào mà được tin tức một cái là lao xuống và quỳ gối xuống cầu nguyện cho hội thánh lên. Mà những người trẻ của họ, họ sử dụng điện thoại di động. Lúc bây giờ tôi nhìn tôi nói, ủa sao ở Mỹ mà mình chậm hơn họ nhiều quá. Khi một anh em ngồi quán cà phê để canh chừng cho nhà thờ, lúc bây giờ nhà thờ dễ bị những người Hồi giáo, những thanh niên, nhất là những thanh niên quá khích, nó đến để nó đốt nhà thờ.
Khi em nhìn và thấy một toán thanh niên nó ngồi ở trên cái chiếc xe bán tải, xe pickup truck, chạy vào trong cái khu của nhà thờ, là cái người mà canh nhà thờ đó, bóc điện thoại lên và gọi nhanh về trong cái văn phòng nối kết của sự cầu nguyện. Thế em lập tức một người nhắn tin cho một nhóm người, rồi cái nhóm người đó nhắn tin tiếp cho những người khác. Họ cam đoan là chỉ trong vòng 2 phút họ có thể điều động 3 triệu người có thể cầu nguyện ngay tức khắc. Rồi được cái nhắn tin đó là Chúa đáp lời cầu nguyện rồi. Vì xe nó đã quay đầu chạy ra mà mặt đứa nào cũng thấy sợ hãi hết. Thì sau này có những người họ trở lại, họ tin Chúa, họ làm chứng lại. Họ rằng khi họ đi vô đó thì họ muốn tấn công vào trong tư thất chỗ nhà của ông bà mục sư ở, hay là muốn đốt nhà thờ đó. Thì thấy có những người rất là to lớn đứng và họ móc tay với nhau vòng chung quanh nhà thờ. Thì mấy anh thanh niên nhìn thấy một cái là bỏ chạy. Chúng ta biết những người to lớn, khỏe mạnh, cầm gươm mà móc tay lại là ai rồi? Đó là các thần hầu việc mà Đức Chúa Trời sai xuống để phục vụ những người được cứu, thiên sứ của Chúa. Mà khi họ cầu nguyện là họ điều động luôn thiên sứ của Đức Chúa Trời đến để có thể bảo vệ. Và nhiều lần như vậy xảy ra thì họ đồn với nhau, thì cái mức độ của việc gọi là cứng đầu muốn tiếp tục phá nhà thờ cũng như là muốn tấn công mục sư nó giảm dần xuống. Rồi đến lúc không còn nữa. Rồi những con người này được bắt phục và họ trở lại họ tin Chúa. Đó là bức ảnh mà có thể xảy ra. Amen anh chị em. Và chúng ta xin Chúa nghe cho để nó cũng sẽ xảy ra. Ở tại Hoa Kỳ chúng ta những người đang chống Đức Chúa Trời, những người đang chống hội thánh của Chúa. Nãy tôi có nói hôm tháng 6 năm rồi, khi tối cao pháp viện đã gỡ bỏ cái việc tự do phá thai đó. Anh chị em biết từ đó cho đến bây giờ hơn 150 hội thánh của Chúa bị những người quá kích đến tấn công. Họ rằng đây là chỗ của những con người mà đã cầu nguyện mới có chuyện này xảy ra nào. Nên vừa rồi chúng ta thấy hội thánh bị tấn công, bị nổ súng như vậy đó. Và chúng ta thấy rằng không có một cái tin tức gì của báo chí gọi là nói thêm hết. Họ đang cái tin đó xong một cái là cúp hết. Nói tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm việc, có cái ngày gọi là ngày báo thù của Đức Chúa Trời. Thế nên chúng ta thấy bây giờ những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Thế là chữa lành và khả năng thấy và nghe cả thể xác lẫn tâm linh sẽ xảy ra. Cảm ơn Chúa. Thứ sáu, bây giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Anh xem thấy bức ảnh của cũ sang mới, của thiếu hụt sang dư dật, của đau khổ trở nên vui mừng. Đây là bức ảnh của sự phục hưng trên trên. Phục hưng là làm cho sống lại cái gì nó đang chết và nó hoặc là nó đã chết. Chúng ta sẽ thấy những phép lạ làm ra bởi ơn của Chúa khiến cho chúng ta kinh ngạc. Thánh linh của Chúa sẽ tuôn chảy ở trong những nơi không ai ngờ. Thứ bảy, câu số 7, chúng ta thấy các nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước, hang chó đồng đặt ở sẽ trở nên vùng sậy và lao. Cái chỗ khô cằn, cái chỗ mà chúng ta thấy rằng hang của chó đồng, những con hyena đó, thì chúng ta biết rằng nó là loài thú sống ở sa mạc. Nhưng mà bây giờ thì nó trở nên đầm lầy. Vì có nước, thì có một sự khác biệt xảy ra. Sẽ là nơi có cây cỏ và nước cho muôn thú. Cảm ơn Chúa. Câu số 8, tại đó sẽ có một đường cái và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua, xong nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Vì có sự hướng dẫn và ban phước của Đức Chúa Trời một cách rất là tốt đẹp, rất là rõ ràng. Và chúng ta tin rằng điều đó sẽ xảy ra trong ơn của Chúa. Sẽ trở nên sự thu hút cho những ai khao khát phục hưng và trở nên chỗ của sự thanh tẩy. Và Chúa Ngài sẽ làm việc. Như chúng ta thấy những cuộc phục hưng xảy ra như tôi có chia sẻ về quần đảo Batam lúc đầu đó. Ngày hôm nay tại đó, hồi trước là đống rác của Singapore. Chúng ta nhìn có thể thấy được tất cả những cái tòa nhà lớn
ở nhất là hình ảnh của cái chiếc tàu mà ở trên nóc của ba cái tòa nhà lớn đó, anh chị em thấy. Nhưng mà bây giờ thì Bảo Tam trở một thành phố, một những cái quần đảo rất là giàu có. Chúa ngài ban phước. Rồi thêm những cái mỏ vàng, Chúa cho họ khám phá ra được nữa. Nó tương tự như là quần đảo Fiji đó anh chị em. Khi Đức Chúa Trời ngày ngày thăm viếng thì những cái cổ báo trong nơi kinh nghiệm Chúa ngài cũng chỉ ra để khám phá ra được. Và nhiều điều phước hạnh khác mà Chúa ngài tuôn đổ ra trong ơn của Chúa. Nó thu hút sự chú ý của mọi người. Singapore bây giờ là chạy qua Batam để được phước của Chúa, để tham dự, để nhóm lại với hội thánh của Chúa nơi Chúa ngài đang làm việc những điều phước hạnh. Và Chúa ngài dạy dỗ một cách rất là đặc biệt. Có những cái sự mặc khải từ nơi Chúa ở trong ơn của Chúa. Cho nên ai ở trong đường đó dầu khờ dại cũng sẽ không lầm lạc. Mình sẽ không còn tự cú vào đầu của mình nói sao mày ngu quá nữa. Phải phải Đức Chúa Trời ngài hướng dẫn. Câu số 9, trên đường đó không có sư tử, không có thú dữ nào lên. Chẳng ai gặp nó ở đó. Xong những kẻ được chuộc sẽ bước đi trên đường đó. Chúng ta biết rằng các thú dữ và sư tử là hình bóng của Satan. Cái nơi mà chúng ta làm việc trên con đường đó thì những người được chuộc sẽ bước đi và người ta sẽ không thấy công việc của Satan lộng hành ở những nơi đó. Đã có một sự phục hồi và sự hiện diện của Chúa có mặt tại đó thì Satan nào dám ở trong cái vùng đó. Câu số 10, những kẻ Đức Chúa Trời chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn, vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ và sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Cảm ơn Chúa. Bây giờ có nước mắt thì đó là nước mắt sự vui mừng, chứ không còn là nước mắt khổ nữa. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ. Cảm ơn Chúa. Hôm Chủ nhật tôi cảm nhận có một cái luồng gió mới của Chúa mà nhiều anh chị em nó kéo dài cho anh chị em cho đến tối. Tôi thấy anh chị em rôm rã nói chuyện với nhau, rồi vui vẻ ở trong mọi công việc, cười nói vân vân. Tôi cảm ơn Chúa trong lòng, Chúa ơi xin Chúa ngài làm cho chúng con tất cả đều sẽ vui vẻ và mừng rỡ trong ơn của Chúa vì những việc Chúa làm. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta bởi những gì có thể xảy ra đó, như Esai 35 chúng ta cầu nguyện cho VBC của chúng ta có 7 điều mà anh chị em thấy rằng chúng tôi đã đeo đuổi và thực hiện. Xin Chúa ngài cho để có nhiều người nữa sẽ dự phần vào. Cảm ơn Chúa. Tại vì chúng ta cũng có một cái trường hợp là công việc Chúa ngài đã hướng dẫn thì không chịu đi nhịp nhàng với Hội Thánh mà cứ nghĩ ra những chuyện khác. Thì chúng ta xin Chúa ngài cho để chúng ta sẽ thấy và chúng ta cầu nguyện cho và chúng ta góp phần vào. Thứ nhất, kế hoạch của chúng ta là phục hồi những người lạc mất bằng cách xây dựng một hội thánh thân thiện đón chào những người tội nhân trở lại với Chúa. Xin Chúa ban phước để sẽ có thêm một chục cặp như là Tùng với Như Ý. Anh em nghe xem. Dạ. Khi người ta mới bước vào trong nhà thờ, người ta thấy gương mặt thân thiện chào đón. Qua cái lớp thứ nhì thì họ lại thấy thêm nhiều người nữa thân thiện, vui vẻ đón tiếp anh em của mình. Chứ không phải đúng lùm lùm mà nói rằng đi đâu đây. Xin Chúa ngài ban phước. Đó là ước ao của chúng tôi. Và chúng ta để ý đến điều này để chúng ta cũng nhớ ở trong Grow Track chúng ta đã khích lệ với nhau, đó là khi một thân hữu đến nhóm lại với chúng ta, trước khi họ ra về trong ngày Chủ nhật, họ được ít nhất là 3 lần những người trong hội thánh đến để tiếp đón họ. Cảm ơn Chúa. Đó là chúng ta trong nhiều ngày tháng, xin Chúa ngài cho được tiếp tục. Có dịp nói chuyện với anh chị Hải Như thì xích một chút chúng ta làm cho họ bị phát phạm. Ngay cái cao điểm của hậu Covid, họ đến và thấy không có ai chào họ hết. Họ nói, ủa, sao nhớ cái hội thánh này mạnh mẽ, thân thiện và nghe đồn là hội thánh ấm cúng lắm mà. Sao đến sao nó lạnh như thế này? Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy ấm cúng hơn phải không? Vì anh chị cũng thấy ơn mà Chúa ngài ban cho mình, cho nên dự phần vào trong đội ngũ của những người chuẩn bị cà phê, bánh trái để có thể anh chị em có cơ hội để thông công với nhau trước khi chúng ta bước vào sự nhóm lại. Thứ hai, chúng ta cầu nguyện cho sự phục hồi của gia đình bằng cách xây dựng
một hội thánh giúp đỡ cả gia đình. Anh chị em, đây là điều mà chúng tôi, nếu mà vật lưng cho anh chị em coi đó thì là thẹo viết tùm lum hết. Bởi vì chúng tôi đã làm những công việc mà ngày hôm nay có một vài hội thánh Việt Nam của chúng ta bắt đầu làm, thì họ đánh trống thổi kèn luôn. Ồ, chúng tôi có một vụ cho những người trẻ nói tiếng Anh ở trong hội thánh này. Tôi nói rằng chúng tôi đã làm 20 mấy năm về trước rồi. Mà thời đó thì bị chửi. Ông Khánh nói nha, ông vẽ đường cho hưu chạy. Thằng em trong hội thánh không dạy nó nói tiếng Việt mà cho nó mất gốc. Bài đặt mở nhóm lại tiếng Anh. Tôi phải trả lời cho nó rằng dạ, thưa, hội thánh không thể là trung tâm văn hóa được vì là hội thánh. Mà hội thánh thì phải giảng đạo cứu người, mà mình giảng đạo mà người ta không hiểu thì mình không thể đổ thừa cho người khác được. Thà các em không nói được tiếng Việt, chúng ta thất bại trong việc dạy các em nói tiếng Việt, mà chúng ta thành công trong việc giúp cho các em được cứu đó, thì trước mặt Đức Chúa Trời, tôi tin rằng Chúa trách chúng ta. Chúng ta ráng, chúng ta căng ra, chúng ta dạy tin lành của Chúa cho các em bằng tiếng Việt mà tụi nó không hiểu, nó chết, nó không được cứu. Chúng ta có thể thành công lắm. Ô, chúng tôi trong hội thánh, những người trẻ trong hội thánh nó nói tiếng Việt sỏi lắm. Rồi sao? Nó chết mà nó đi xuống quả ngục thì Đức Chúa Trời sẽ đổi máu của nó trên tay của chúng ta. Cho nên hội thánh chúng ta áo ước và xin Chúa ngài cho để một hội thánh giúp đỡ cho cả gia đình. Người lớn cũng được giúp đỡ, cha mẹ cũng được giúp đỡ, các em lại càng cần được giúp đỡ càng hơn. Cho nên anh chị em có thể mở ngoặc và đặc biệt cầu nguyện cho một vụ của thiếu nhi. Vì có những cha mẹ họ mang một cái mặc cảm là cả tuần mình đã làm bỏ con ở nhà hoặc là bỏ con cho những cái chỗ giữ trẻ rồi. Trên lòng của họ sẽ không có được vui và bình an khi họ ngồi thờ phượng của chúng ta tại đây mà con của họ lại được chúng ta giữ chúng nó như giữ trẻ nữa. Chúng ta ao ước là có một cái sinh hoạt của thiếu nhi nó tuyệt vời đến độ các em nói rằng còn muốn trở lại cái chỗ đó đó ba má. Amen anh chị em. Đó là chỗ của, theo tỷ lệ thì nó kết quả lớn nhất. Trong khi hội thánh của Chúa thì chúng ta không thấy cái việc đầu tư đó. Người ta nói rằng tất cả những người mà tin Chúa từ 5 tuổi cho đến trước 20 tuổi đó là 70% tin Chúa. Ở trong cái lứa tuổi đó. Ở lứa tuổi lớn hơn chút xíu thì chúng ta thấy rằng tỷ lệ nó tụt xuống. Mà 80 cho đến 100 tuổi thì chúng ta biết rằng chỉ có 1% mà. Và nếu chúng ta đầu tư hết tất cả thời giờ của chúng ta, tài nguyên của chúng ta vào trong lứa tuổi của những người là đã trung tuần rồi đó, thì chúng ta trong việc đầu tư, chúng ta đầu tư không đúng chỗ. Nên cầu nguyện để hội thánh của Chúa chúng ta có thể giúp đỡ cho cả gia đình. Từ lúc mà họ thắng xe xuống ở bãi đầu xe của chúng ta thì con của họ cũng được giúp đỡ, các con nhỏ cũng được giúp đỡ, thiếu niên cũng được giúp đỡ, thanh niên cũng được giúp đỡ. Amen anh chị em. Thứ ba, chúng ta cầu nguyện cho sự phục hồi của cộng đồng bằng cách xây dựng một hội thánh hàn gắn các mối liên hệ. Chúa ngài ban phước để chúng ta sẽ làm thành công việc mà Chúa ngài ban cho. Mặc dù ma quỷ rất ghét cái dàn hội thánh này. Mỗi lần mà tôi đi xa, đi nước ngoài đối với công việc thế giới mà hướng dẫn một cái cuộc gọi là hàn gắn giữa các chủng tộc, thì về đến nơi là có chuyện. Năm 2005 chúng tôi được Chúa ngài sử dụng để đem lại sự phục hồi cho các nước Đông Nam Á với các truyền nhân Việt Nam của chúng ta. Khi máy bay tôi đáp anh em ra rước thì nó mùa xưa nguy rồi, chuyện gì ở nhà là họ quậy nát như tương, tôi chuyện gì vậy? Dạ, cái ông mà mục sư giao cho công tác để chăm sóc một cái nhóm nhỏ đó, ông đang đi nói với tất cả mọi người là tôi mới là người xứng đáng để có tên ở trong tờ chương trình của hội thánh. Mà không cho thì tôi quậy. Mà thiệt, nó quậy đục nước thiệt. Tôi trả lời, tôi nói rằng nếu muốn thấy cái chỗ mục sư Quỳnh Quốc Khánh với cái tên của người đó đó, tôi sẵn sàng để, bởi vì ai cũng biết Quỳnh Quốc Khánh là ai mà. Hội thánh của Chúa bị tổn thương một cách rất là nặng nề. Mình mới bên kia 11 nước Đông Nam Á được hàn gắn phục hồi, nước mắt xảy ra và sự phục hưng tràn đến.
Bây giờ cái mạng lưới cầu nguyện mà tôi mới vừa tham dự cuộc hội đồng ở tại Hà Nội đến cho em là kết quả của ngày đó. Các nước trở về trong phước hạnh của Chúa và tinh thần cầu nguyện và mạng lưới cầu nguyện của quốc gia của họ đó là nó trổ hoa hồng. Cho nên chúng ta chiếc tha cầu nguyện để hội thánh của Chúa, chúng ta hội thánh được Đức Chúa Trời Ngài sử dụng để là hội thánh hàn gắn các mối liên hệ. Là có nhiều người họ lợi dụng cái điều này để ăn cắp chiên trong hội thánh của Chúa, để làm chuyện này chuyện kia đó. Thì chúng ta xin Chúa Ngài cho, để chúng ta cứ đứng vững và không vì những việc đó mà chúng ta bị đánh lạc hướng. Amen. Thứ tư, chúng ta phục hồi hướng đi của những đời sống bằng cách xây dựng một hội thánh trang bị những người lãnh đạo để hướng đạo. Nếu tôi chia sẻ với anh chị em trong ngày Chủ nhật, và tí nữa tôi cũng mời anh chị em để chúng ta cầu nguyện cho người anh em này. Bởi vì đầu tháng 7 này thì sản phẩm sẽ được phân phối trong tất cả những cái Costco Club, Sam Club, Walmart, tất cả những cái cửa tiệm của quân đội Mỹ và 6.000 cái chợ Kroger. Đức Chúa Trời ngày mới thêm một cái nét chấm phá mới, tức là Kroger nó mua Albertsons, gần 3.000 cái tiệm Albertsons, cho nên Kroger từ khoảng dưới 3.000 bây giờ là trên dưới 6.000 cửa tiệm, 6.000 cái siêu thị. Thì tôi tin rằng với ước mơ muốn dự phần vào công việc nhà Chúa, thì chúng ta là người biết chuyện, xin Chúa Ngài cho chúng ta sẽ có thêm những lời cầu nguyện Chúa gìn giữ bảo vệ người anh em của chúng ta. Nhớ anh chị em, chúng ta đang ở trong cuộc chiến luôn luôn, chứ đừng có nghĩ là mình đang ở trong du thuyền, mà mình đang ở trong chiến thuyền. Cho nên cầu nguyện sáng suốt, nhận diện chiến trận thuộc linh và chúng ta biết điều mình phải làm. Thứ năm, chúng ta cầu nguyện để phục hồi mục đích của hội thánh bằng cách xây dựng một hội thánh được thúc đẩy bởi mục đích. Anh chị em, có những lúc Satan nó nhạo thôi. Thôi ngài giảng mục đích là cái gì? Khám phá cái mục đích của mình, dự phần vào công việc, bước vào ở trong đội tuyển là cái thứ gì? Nhưng mà cảm ơn Chúa vì mình biết việc mình phải làm, cho nên chúng tôi cứ tiếp tục đẩy. Mọi người khen Chúa là trong 3 đợt của Grow Track vừa rồi, Chúa cho anh em của chúng ta, những người trẻ, họ nắm bắt được khải tượng và họ bắt đầu chạy với những điều đó. Ngợi khen Chúa. Và thật là Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm để kẻ đầu sẽ nên rốt và kẻ rốt sẽ nên đầu. Hội thánh được thúc đẩy bởi mục đích. Vì Đức Chúa Trời Ngài dựng nên mỗi một người trong chúng ta, cho chúng ta sanh ra trong cuộc đời này, ai Đức Chúa Trời Ngài cũng cho có mục đích hết. Không biết chúng ta sống bao lâu ở trên đất này, một vài tháng hay là 100 năm, tất cả đều có lý do tại sao Chúa Ngài cho chúng ta sanh ra. Mà hội thánh của Chúa chúng ta cần giúp đỡ để anh em có thể thấy được mục đích của đời sống của mình, để có như vậy mới ý nghĩa. Mục sư Rick Warren, ông chia sẻ với hội thánh và các mục sư lãnh đạo chung, ông nói rằng cái câu mà đối với ông tốt đẹp nhất ở trong Kinh Thánh đó là David sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và làm xong ý muốn của Đức Chúa Trời rồi ông ngủ. Đó là thành công nhất. Bởi vì mình bắn trúng hồng tâm nhưng mà của người khác đó, thì chúng ta thấy rằng không có giá trị gì. Thứ sáu, chúng ta cầu nguyện để phục hồi dân sự của Chúa bằng cách xây dựng những sinh hoạt mang đến sự chữa lành. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài cho để sự chữa lành sẽ tiếp tục đến cho cá nhân của chúng ta, thuộc thể cũng như thuộc linh, Chúa Ngài ban phước cho. Cảm ơn Chúa. Thứ bảy, phục hồi sự vinh hiển của Chúa trên hội thánh bằng những sinh hoạt quan nghênh sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa vì mức độ của sự hiện diện của Chúa làm những công việc mà chúng ta không thể làm được. Cảm ơn Chúa. Có những người kinh nghiệm được sự chữa lành ngay trong lúc chúng ta ngợi khen thờ phượng. Họ kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi Chúa Ngài ban cho trong lúc chúng ta ngợi khen thờ phượng. Nên chị em yêu dấu, đó là điều rất là quý. Tôi nghĩ anh Đức Kinh hỏi riết là có nhiều anh em cũng không dám trả lời. Anh chị em có được phước không? Lúc đầu là được phước lắm, được phước. Nhưng mà sau dần dần tôi thấy làm như nó ít hơn á. Nhưng mà như Chủ nhật vừa rồi anh chị em thấy rất là phước hạnh phải không? Yeah.
Và như có một luồng sinh khí Đức Chúa Trời Ngài thở vào trong cái buổi thờ phượng của chúng ta đó. Ai nấy trong chúng ta, tôi đứng ở phía trên này mà lắng nghe thì thấy bắt đầu có những tiếng khóc. Có những người được thổn thức ở trong sự hiện diện của Chúa. Đó là phước hạnh mà Chúa Ngài sẽ làm. Chúng ta nhóm nhau lại để thờ phượng Đức Chúa Trời thì Chúa phải bày tỏ sự hiện diện của Ngài để nhận sự thờ phượng đó. Còn nếu không là chúng ta tổ chức party mà người đối tượng của party đó không đến. Buổi thờ phượng mà nếu không có sự hiện diện của Chúa anh chị em, thì chúng ta nên chấm dứt sớm rồi chúng ta đi về. Phải không? Mình tổ chức nào là có bánh sinh nhật rồi hát sinh nhật happy birthday to you mà cái người có cái ngày sinh nhật nó không có mặt tại đó. Thờ phượng Đức Chúa Trời mà Chúa không đến để nhận sự thờ phượng là sự thất bại của chúng ta. Thế nên ước mơ của chúng tôi từ năm 1992 cho đến bây giờ là chúng ta phải kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. Nếu chúng ta nhóm lại chúng ta ngợi khen mà không có chuyện gì, không có sự hiện diện của Chúa bày tỏ, chúng ta thất bại. Nếu chúng ta hợp lại với nhau, chúng ta tổ chức chuyện này chuyện kia mà không có sự hiện diện của Chúa, chúng ta thất bại. Nên hội thánh của Chúa tại đây chúng ta sắp đặt tổ chức. Thì nếu Chúa không bày tỏ sự hiện diện của Ngài, chúng ta không biết việc gì để làm hết đó. Nên mà anh chị em đừng lo, Chúa Ngài đang làm những công việc lạ lùng lắm. Và tôi tin rằng đến lúc Chúa Ngài mở ra, tất cả chúng ta sẽ thấy đồng loạt công việc của Chúa. Chúng ta sẽ tràn đầy sự vui mừng. Chúng ta sẽ như Esai 35. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta. Và chúng ta sẽ bước sang phần cầu nguyện ở trong thời gian này. Chúa ban ơn để chúng ta cầu nguyện để hội thánh của Chúa đạt được hết tất cả bảy khải tượng này ở trong ơn của Ngài. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa Ngài gìn giữ bảo vệ người anh em của chúng ta và công việc mà Chúa Ngài đang mở ra. Khi mọi việc nó bắt đầu nó chạy một cách điều đặn rồi thì nó sẽ là một cái guồng máy mà chúng ta thấy rằng không cần việc hành chánh nữa. Nhưng bởi vì tất cả đã được xếp đặt một cách tốt đẹp. Nhưng mà không thể thiếu sự bảo vệ của Chúa. Thì xin Chúa Ngài ban phước cho trong ơn của Ngài. Ngài khen Chúa. Anh chị em có thể tiến lên phía trước ở tại đây ở trong thời gian này để chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện trong ơn của Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.